Thưa quý vị, Mường Hong là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum. Những năm qua, việc xóa nhà tạm, nhà rột nát cho bà con được cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, giúp hộ nghèo, cận nghèo, an cư lạc nghiệp, vươn lên phát triển đời sống. Xã Mường Hong có 875 hộ với 2.420 khẩu. Đồng bào Sơ Đăng chiếm trên 96%, hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 40%. Hai năm qua, địa phương đã xóa 96 nhà tạm với tổng kinh phí 5,4 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn hiện còn 10%, giảm 10% so với năm 2022. Về tư tưởng của người dân sau khi mà được Đảng và Nhà nước và các cấp quan tâm về công tác xã hội hóa, hỗ trợ cho xóa nhà tạm, tư tưởng của người dân cực kỳ phấn khởi. Sau khi có những ngôi nhà khang trang là người dân yên tâm sản xuất, lao động để phát triển kinh tế nhằm làm sao giảm nghèo bền vững, góp phần chung cho sự phát triển của xã. Bà con cũng đã an tâm hơn, tự tin hơn trong việc phát triển kinh tế để xóa thoát nghèo bền vững. Đạt được kết quả tích cực trong công tác xóa nhà tạm, nhà rột nát nhờ nỗ lực của chính quyền, nhân dân xã Mường Hong và sự quan tâm đặc biệt của các cấp ngành, nhất là tổ công tác 262 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giúp đỡ các xã Mường Hong, Ngọc Linh phát triển kinh tế xã hội. Các thành viên tổ công tác 262 thường xuyên kiểm tra, bám nắm tình hình khó khăn của xã Mường Hong, trực tiếp hỗ trợ kinh phí hoặc kêu gọi kinh phí của các tổ chức cá nhân giúp bà con xóa nhà tạm. Những ngôi nhà tình nghĩa, tình thương, đại đoàn kết được xây dựng vừa đáp ứng nguyện vọng của người dân nghèo, vừa khẳng định quyết tâm chính trị, trách nhiệm xã hội của cấp ủy, chính quyền gắn với phương châm chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua quá trình triển khai với sự nỗ lực rất là tích cực, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã vận động các nguồn lực và hỗ trợ xây dựng được 4 mái ấm tình thương cho 4 hộ phụ nữ, hội viên phụ nữ nghèo ở xã Mường Hong với tổng số tiền là trên 200 triệu đồng. Thì qua cái việc mà hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương thì cũng từng bước có cái tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ viên phụ nữ nghèo có cái ổn định cuộc sống. Sống trong ngôi nhà mới, chị Y Thố không giấu được niềm vui. Đầu năm 2023, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Chị vay thêm người thân 30 triệu đồng để làm căn nhà 40m². Có nhà ở kiên cố, gia đình không còn lo lắng vì mưa bão, gió lạnh. Trước kia ở nhà tôi lạnh lắm. Năm ngoái thì được hỗ trợ tiền xây nhà, được căn nhà mới ở, nhà xây được có nhà đẹp và được ở ấm, gia đình sẽ cố gắng làm ăn. Sau nhiều năm tích góp, vợ chồng anh A Huy vẫn chưa đủ tiền xây nhà để thoát cảnh nhà tạm. Năm 2024, ước mơ của gia đình trở thành hiện thực khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà. Để đẩy nhanh tiến độ làm nhà, tiết kiệm chi phí, anh nhờ sự giúp đỡ của bà con láng giềng về ngày công, vật liệu. Dự kiến đầu tháng 11 năm nay, ngôi nhà hoàn thành. Mặt trận được ủng hộ cho nhà 50 triệu. Thì gia đình tôi cũng cảm ơn. Lúc đó gia đình khó khăn, gia đình tôi tự bỏ công sợ mua báo này kia, làm nhân cho sớm cho nó hoàn thiện nhà ở. Năm 2024, xã Mường Hong phấn đấu xóa 95 nhà tạm. Việc huy động nguồn xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp là giải pháp chính để địa phương đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm, nhà rột nát. Cái nguồn vốn để xây dựng nhà xóa nhà tạm thì lớn, nên đòi hỏi phải kéo cái sự đóng góp của các mạnh thường quân có tiềm lực về tài chính. Chứ còn xã thì chỉ kêu gọi được những nguồn cực kỳ nhỏ. Đảng ủy chính quyền xã tiếp tục sẽ có những cái quan tâm kêu gọi các cấp ủy đảng, mặt trận và các cấp
các tổ chức đoàn cấp trên tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho xã. Sự chung sức của các cấp ngành đã giúp nhiều hộ khó khăn trên địa bàn xã Mường Hong có nơi ở mới, kiên cố, từng bước ổn định đời sống, góp phần thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.